cháo vịt thanh đa có giá 100.000 đồng. Từ Sài Gòn mấy bạn đi chuyến buýt đường sông ra tới bến tàu Thanh Đa, rồi đi bộ khoảng độ 500m gì đó là sẽ tới cái tiệm cháo vịt này nha. Cháo vịt Thanh Đa, cháo vịt thù gà, cháo vịt thù Nga gốc. Địa chỉ là 108 Bình Quế, mở cửa từ 9 giờ sáng nha mấy bạn. Vịt ngon, vịt sạch, bán giá gốc. Vịt luộc mắm gừng, cà ri vịt, lưỡi vịt phá lấu, bún miếng măng. Đây mấy bạn, 108 Bình Quế ha, mở cửa từ 9 giờ sáng tới 11 giờ tối. Ở đây gửi xe miễn phí nha. Không gian rất là lớn. Dạ. Cái vịt ở đây mình là vịt gì vậy hả? Vịt ở đây là vịt gì hả? Dạ. Ý là vịt chạy đồng hay là vịt gì vậy? Đồng. Dạ. Mình bán này được bao lâu rồi chị? Hai mấy năm rồi hả? Dạ. Rồi cho em phần đi. Tô cháo vịt 100.000 hả? Có thống kê được là một ngày mình bán được bao nhiêu con vịt anh chị? Mấy ngày thải được bán trăm mấy, thải thường bán 80. 80 con á hả? Ừ. Wow. Số lượng lớn. Đây cái nồi cháo mấy bạn. Cái xù luôn. Miếng đã quá. Huyết dạ không chị? Có. Lấy đâu hả? Dạ. Lấy huyết không? Cho em xin vài miếng huyết nha. Dạ. Đây mấy bạn, đây là phần cháo vịt có giá 100.000 đồng nha. Đấy. Một phần tư của con vịt nè. Mình gọi thêm một cái tô huyết nữa thì huyết dịch là 10.000 đồng. Đây, chỉ gọi tô cháo. Đây là chén mắm gừng ha. Đầu tiên mình sẽ nếm thử cái phần cháo nha. Một ngày 100 con vịt thì chắc là cái tô cháo này phải rất là ngọt. Cháo rất là nhuyễn mấy bạn, nóng và ngọt. Bây giờ mình sẽ ăn cái phần thịt vịt nha. Đây, mình quay cận cảnh cho mấy bạn xem nè. Nhìn cái miếng thịt vịt rất là ngon. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái phần thịt vịt không có chấm gì hết.
để xem như thế nào. Phần thịt vịt dai và ngọt mấy bạn. Một cái phần này nè, lớp mỡ nè, khá là béo. Hành phi cũng rất là thơm. Phải nói là cái tô cháo 100.000 đồng với một cái nguyên một cái dĩa thịt vịt vậy mình thấy rất là đáng đồng tiền. Cái phần thịt vịt đó nó ngọt nhưng mà không phải là ngọt lắm nha mấy bạn. Nó ngọt vừa vừa thôi. Để mình thử cái phần nước mắm gừng. Chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay. Phải nói là cái chén mắm gừng này họ làm rất là đậm đà. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái phần gỏi nha. Bạn thấy không? Dĩa gỏi cũng khá là lớn. Có bắp cải nè, củ cải trắng nè, cà rốt nè, củ hành tím nè, rồi rau răm nè, đậu phộng nè, có cả bắp chuối nữa. Phần bắp cải nè, rồi phần bắp chuối nè, đều giòn các bạn, chứ không có bị xịu lại. Ở đây mình thấy là họ sử dụng giấm để làm cho nó có vị chua, chua nhẹ thôi, chua chua, ngọt ngọt. Cái phần cà rốt và phần củ cải trắng giòn, cắn thì miếng đậu phộng ăn giòn giòn thơm thơm, rộp rộp á. Rồi cái phần củ hành tím thì nó cũng giòn và cay cay. Bây giờ mình sẽ ăn tiếp cái phần huyết nha. Một cái tô huyết thế này mà là bán 10.000 đồng thôi. Phần huyết dai và thơm, cái phần nước súp ngọt mấy bạn. Cơ bản là như vậy mấy bạn ha. Bây giờ mình sẽ ăn nha. Ăn cái này xong là khỏi ăn cơm tối luôn. Có chiếc xe hơi đậu ngoài kia đang mua cháo vịt. Lịch sự, sạch sẽ và có phần trang trọng là rồi, để đi em. Đã quá. Ở đây chắc 10 con vịt ha. Một ngày 100 con vịt. Đó trời. Có wifi nữa mấy bạn. Đó. Cái hộp inox này là để cho xương, cho rác vào mấy bạn ha. Mỗi bàn có một cái. Ở đây con hũ nước mắm nè. Để mình thử cái phần nước mắm của họ. Họ nêm rất là vừa phải rồi. Nhưng mà mình vẫn muốn thử con nước mắm như thế nào. Chỉ có một cái vị mặn mặn thôi. Ở nhà thì mình thường sử dụng nước mắm Phú Quốc rất là ngon. Nước mắm này mình thấy bình thường. Trong cái phần cháo họ nấu có đậu xanh nữa mấy bạn thấy không? Nhưng mà cái lượng đậu xanh rất là ít. Đó. Nhiều quá cũng không ngon. Nãy giờ mình ăn hơn phần nửa tô cháo rồi. Mình phải để ý đi cái phần đậu xanh. Dạ, ở bữa nay vừa bán sao cô? Một trái nhiêu? Ủa, sao kỳ vậy mang về nhà rẻ hơn à? À, ở quán là 15, mang về nhà 10.000. Còn các loại nước uống sao cô? Bảy ốc giờ cô Coca-Cola Pepsi giá như 16.000. 16.000 hả? Dạ, bia Heineken. Dạ. Tiger 18.000. Tiger 18. Dạ. Can nhiêu luôn cô ơi? Can can. Dạ, can 22. Dạ. Quay rồi. Quay rồi. Quá đã. Ủa chị cái phần gan với phần mè là bán sao? 30.000 đồng một bộ hả?
Chừng bán chục cái 25 ngàn. Một chục cái 25 ngàn đồng. Ủa sao rẻ vậy? Chừng gà. Cái này nhậu là ngon đó nha. Trời, một chục cái có 25 ngàn đồng à. Không biết nhà má có ăn không nữa. Lấy cho em chục cái đi chị. Dạ. Đúng rồi, vừa nhậu. Đó đã. Cái này bà ra chợ làm gì mua được chục cái 25 ngàn đồng. Cho nên là một ngày 100 con là được bao nhiêu cái chân đúng không? Phải xử không? Chỗ rau nữa hả? Cái này về chứ gặm chấm với nước mắm gừng thôi, đâu làm gì được nữa. Nấu canh hết ngọt rồi. Bán không về luôn không? Nếu mà những người họ không có vô ăn cháo mà họ chỉ mua cái chân vịt về bán luôn hả? Bán luôn. Wow. Rồi, có điểm đó đi nhậu được rồi. 25 ngàn bạc thì ngủ bạn bè đi nhậu, người lít được rồi. Đúng rồi. Hai người lít được rồi. Thì em như là chủ chân nhậu là lít được rồi. Chính xác luôn. Mới là ăn cơm đủ no luôn đó. Quá đã.